Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2018. Cơ sở chúng em cập nhật về cứ mỗi loại một ít lan. Nên là rất là nhiều loại luôn các bạn ạ. Hôm nay chắc lại tầm khoảng 30 loại lan rừng đang có tại cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền luôn. Thì ngày mới cũng... Ngọc Bền cũng xin được chúc tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc luôn luôn mạnh khỏe nhé các bạn. Thì các bạn đặt hàng thì xin hãy gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của cơ sở lan rừng chúng em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Và bây giờ như các bạn đang thấy đây thì chúng ta có rất là nhiều loại luôn. Và sẽ có giảm giá một số loại mặt hàng nhé các bạn nhé. Để cho các bạn trồng với số lượng nhiều là rất thích hợp để lấy với cái giá đấy luôn. Tại vì em cũng sẽ giảm khá là nhiều. Như ở đây có kim thoa này, em về một lô luôn. Lô này giá rất là ưu ái. Nên là chúng ta trồng nhà vườn mà lại toàn hàng dê cơ. Em lấy được với giá rẻ nên về cũng để cho các bạn được cái giá rẻ luôn. Và ở đây em sẽ giới thiệu gần đây nhất là cái lan u lồi. U lồi thì bây giờ nó đang sốt cực kỳ luôn, tại vì cây nó đang bắt đầu ra nụ. Tại vì cây lan u lồi này bây giờ nó đang ra nụ rất là tốt. Để đây, như những thân như này nó đang sưng mắt nụ này. Và những thân này còn chưa ra nụ đây các bạn nhé. Đấy. Đấy, đợt hàng này là hàng rừng vàng óng luôn, rất là đẹp luôn. Không biết là dân khai thác ở được vùng nào mà được toàn thân vàng óng này không này. Đấy, thân tơ mà vẫn chưa sưng mắt nụ này. Đấy, mà bây giờ nó đang chuẩn bị nó sưng mắt nụ. Nên là việc vận chuyển đi thì những cái mắt nụ này nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Vì sắp để mùa tới chúng ta sắp chơi hoa. Đấy, u lồi. Hàng đẹp này là giá là 280.000 1 kg nhé các bạn nhé. Chỗ này chắc chỉ còn chừng hơn 2 kg này. Đấy, có những cái mắt nụ là nó đang rất dài như vậy rồi đây. Đấy, như thân này mắt nụ ra rất dài rồi. Còn ở bên này đây thì em có cái hàng u lồi, hàng dập gãy. Đấy, dập gãy thân nhỏ có. Đấy, thân nhỏ này. Rồi hàng gãy thân như này đây. Đó. Thì em bán giá hàng rỗng cho các bạn là 190.000 1 kg nhé các bạn nhé. Nên các bạn nào lấy để trồng vào nhà vườn thì các bạn lấy lô này để chúng ta trồng chăm sóc để sang năm chúng ta chơi hoa mùa sau nhé. Đây vẫn còn có những cái thân gãy rất là dài. Đó. Đây là những cái thân tơ này, gãy rất là dài luôn này. Thoải mái chúng ta đi chơi hoa. Còn đây là dáng hương ta em xin lỗi là hoàng thảo tam bảo sắc nhá các bạn nhé. Đây là hoàng thảo tam bảo sắc. Giá là 250.000 1 kg. Còn ở đây là lan lụa vàng. Lụa vàng thì bây giờ đang có những mầm nụ như này đây. Đây một mầm u lồi bị lẫn. Đấy, đây là lan lụa vàng nhé. Lan lụa vàng có giá là 350.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, lan lụa vàng thì không có nhiều. Năm nay tìm lấy được vài kg lan lụa vàng về để chia sẻ cho các bạn là thực sự là rất là khó. Thì mặt hàng này bây giờ rất là hiếm rồi. Mà hoa nó rất là đẹp, mà hoa thơm. Lan lụa vàng thì người ta vẫn thường hay gọi nó là lan u lồi thơm ấy. Nhớ các bạn. Nó có rất là nhiều thân tơ luôn để sang năm chúng ta chơi hoa này. Mà dòng là mỗi một thân của nó ra hoa 2-3 năm liền nó mới hết cái đợt hoa của nó cơ. Thân già nó vẫn ra hoa. Còn ở đây chúng ta có lan hoàng thảo lông trắng. Hoàng thảo lông trắng thì bây giờ nó đang ra nụ nhé các bạn nhé. Cái này là cái lô hàng giống thì em có khách đặt mua hết vào nhà vườn rồi. Còn cái lô hàng đẹp này thôi. Giá là 550.000 1 kg nhé các bạn nhé. Bây giờ cây đang nụ này. Đấy. Đây là những cái nụ cây này.
Nụ hoa này, sắp tới chúng ta xem hoa luôn nhé. Đây là lan lông trắng. Còn ở đây em có chia sẻ được thêm cho các bác vài cân long tu xanh hoa tím. Long tu xanh hoa tím hôm nay em giảm giá cho các bạn là 270.000 1 kg. Đấy, em giảm giá chia sẻ cho các bạn là 270.000 1 kg nhé. Đó, hàng long tu xanh hoa tím hàng Bắc nhé, rất là đẹp luôn. Đó, thân to, to nù mập mạp. Đấy, đấy có dề có này. Đấy, những cái thân già này lúc vận chuyển đi á, tại vì ở trên thùng xe nó sẽ nóng nên là nó dễ bị thối úa. Như những thân nào nó mà thối trước như này rồi ấy thì chúng em lúc gói lan thì cũng sẽ có cắt bớt, cắt cắt hết đi cho các bạn rồi, tại vì cái dòng này nó cũng rất giòn mà. Đấy, và nó lại rất dễ bị thối nhún như này lúc vận chuyển đi. Đấy là những cái thân già, còn những thân tơ này thì nó sẽ không bị thối được nhé các bạn nhé, nên các bạn cứ yên tâm là sắp tới chúng ta chơi hoa được thoải mái. Còn đây là sơn thủy tiên. Đó, sơn thủy tiên có giá là 230.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, hàng đẹp nhé. Còn ở đây là lan đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì đợt này cũng không có hàng để mà bán luôn, cứ mỗi ngày về được có vài cân. Thì về đến bằng nào thì các bác cũng đặt hết bằng đấy rồi, thì có bằng nào thì em gửi bằng đấy thôi, chứ còn em nợ đơn thì vẫn phải nợ để em báo, em gửi sau. Đùi gà tròn có giá 240.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đùi gà tròn thì bây giờ cũng chuẩn bị đang nụ ở đấy các bạn ạ. Đây là những cái thân mà sắp tới chúng ta chơi hoa thoải mái này. Tại vì đùi gà tròn nó nở, mỗi một thân nó cũng nở mấy năm liền cơ. Như thân này vẫn còn nở được, năm ngoái nó nở một lần này, năm nay nó nở trên này, hoặc là nở tiếp xuống dưới này. Mỗi một thân này nó phải nở được 3 năm hoa. Đó, đây lan đuôi chuột. Đuôi chuột đây rất đẹp luôn. Đấy, cây không hề bị gãy lá nhé các bạn nhé. 150.000 1 kg lan đuôi chuột. Còn đây là lan kim thoa, toàn hàng dề này. Kim thoa có giá 100.000 1 kg. Em để với cái giá tốt nhất cho các bạn đi về trồng thành những giỏ to đẹp, tại vì nó toàn hàng dề mà. Đấy, đây như dề này phải mấy cân đấy, các bác nào lấy thì cứ hỏi thích dề to bằng nào. Thích dề to mấy cân thì cứ điện đến cơ sở chúng em hỏi có những dề bao nhiêu cân thì để em cân gửi cho các bạn nhé. Chứ còn cái này mà lấy 5 lạng là chắc chắn là không thể lấy được rồi. Các bác cứ lấy, có những dề này phải mấy cân luôn, 3, 4 cân, 5 cân như này. Đấy, nên là rất thích hợp để các bạn lấy với trồng giỏ to, mà giá chỉ có 100.000 thôi này. Còn ở đây là trầm. Lô trầm này rất là đẹp mà giá của nó cũng khá là đắt các bạn ạ. Lô trầm này em lấy giá nó khá đắt. Lô trầm này em bán giá chia sẻ cho các bạn được là 850.000 1 kg. Trầm đẹp. Đấy, dài đều đẹp, thường thượt nhau hết này. Bao gãy thân tơ cho các bạn. Như thân này nó bị gãy mất một đốt thôi này. Thì đấy, nó gãy mất một đốt ngọn này, thì vẫn còn ok được nhé các bạn nhé. Chúng ta chơi hoa thoải mái nhé. Đây này, thân to, mập mạp đẹp luôn. Toàn thân to, như thân này cũng bị gãy đốt này. Những đốt ngọn thường hay bị gãy tại vì nó khá dài mà các bạn. Đấy, thân ngắn thì nó mập mạp, to đẹp luôn. Như chỗ này thì hơi xấu thì em sẽ bỏ ra, em ghép, hoặc là em sẽ chia sẻ cho các bạn làm vườn lấy cái số lượng nhiều thì kèm với cái hàng thanh lý của ngày mai. Còn đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa bây giờ đang ra nụ nhé các bạn nhé. Kim điệp nhựa, kim điệp thơm thì đấy cũng là nó nhá. Đấy, giá là 250.000 1 kg. Bây giờ đang sưng mắt nụ nhé các bạn nhé. Đây này, những cái mắt nụ đang sưng đây này. Đó, nên là rất thích hợp để chúng ta ghép luôn. Còn đây trầm vàng. Trầm vàng thì còn nhiều đây rồi này. Trầm vàng bây giờ đang lên mầm gốc này các bạn nhé.
nên là thích hợp để chúng ta ghép vào cái mùa này, để chúng sắp tới sang tháng 5 là chúng ta xem hoa trầm vàng nhé. Đấy, trầm vàng có giá là 500.000 1 kg. Đó, đang lên mắt mầm rất là nhiều, mầm gốc. Còn ở đây hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi hôm nay cũng giảm giá cho các bạn là 280.000 1 kg nhé. Đấy, giảm so với bình thường là 20.000. Gọi là hỗ trợ cái phí vận chuyển cho các bạn. Đó, 280.000 1 kg nhé các bạn. Còn ở trên này đây em có kiểu vuông, hôm nay em còn chừng này này, kiểu mỡ gà. Đó, kiểu mỡ gà rất đẹp luôn. Bao đẹp cho các bạn 200, hôm nay bán hỗ trợ phí ship cho các bạn là 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. Kiểu vuông mỡ gà này. Đó, bán giảm giá. Còn đây là lan nhất điểm hoàng này, đẹp, toàn hàng dề thôi, như này nó khỏi cởi ra thôi. Đấy, toàn hàng dề rất là đẹp luôn. Em để giá 80.000 cho các bạn, hôm nay giảm giá rất là sâu luôn, cực kịch sàn luôn cho các bạn này, bán không lấy lời nữa. Đấy, bác nào lấy luôn lấy lô này nhá. Còn đây long tu xuân. Long tu xuân hôm nay em có nguyên hàng đẹp thôi, còn hàng giống thì không có rồi. Toàn hàng nó dài cỡ 20 phân trở lên. Đấy, những thân nào ngắn nhất là nó phải từ 20 phân trở lên này. Đấy, như thân này cũng phải 21, 22 phân. Gang của em cũng đã vào 2 phân, 2, 20 phân 5 rồi. Đó, như cái này thì em sẽ để ra hàng giống riêng, nhưng mà không không hề có thân ngắn luôn các bạn ạ. Ngắn nhỏ là không hề có luôn. Giá là 270.000 1 kg nha các bạn nhé, long tu xuân. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Còn ở đây là trúc mành. Trúc mành có giá là 250.000 1 kg nha các bạn nhé. Đấy, trúc mành bắc nên là những cái tràng hạt của nó rất to luôn. Nhìn thân này, nó phình rất là to. 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy. Còn ở đây em có một chút trúc đen này, hay là gọi là mai trúc lan này. Đấy, cây giống lan này chúng ta vừa trồng làm cảnh, lại vừa trồng để chơi hoa. Hoa cho những ta những cái bông hoa màu vàng rất là sặc sỡ, mà nhìn cây nó mình trồng đứng lên chậu, nhìn cây rất là đẹp. Dòng này vừa chơi thân vừa chơi lá trong những chậu rất là đẹp luôn. Chúng ta mua chừng khoảng 2 kg về làm một hẳn một cái chậu to, nhìn rất là phê luôn. Giá là 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. Trúc đen này em có chừng khoảng 3 cân này. Còn ở đây là nhất điểm hồng nhé các bạn. Đây là nhất điểm hồng đây. Đấy, nhất điểm hồng có giá 150.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, hàng đang xuống lá rất là khô ráo nên là chúng ta mua rất là lợi kg luôn. Mỗi bó này chắc chỉ chừng khoảng 6 lạng như này. Đấy, thì chúng ta cũng chỉ cần tầm khoảng nửa cân. À em xin lỗi, cái này không phải là nhất điểm hồng. Cái này là lan báo hỷ. Xin lỗi các bạn nhé. Cái này là lan báo hỷ. Đấy, báo hỷ. Em bán giá là 150.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, cầm vào em cứ mới cầm vào thì thấy ngỡ ngỡ, hóa ra đúng ra là báo hỷ thật. Ở đầu mối gửi về cho em nhưng mà họ chưa báo ấy. Đây báo hỷ. Không, cái này có lẫn với cả nhất điểm hồng rồi. Đây, đây là những bông hoa nhất điểm hồng thôi. Nhưng mà đây là lan báo hỷ nhé các bạn nhé. Đấy. Đây. Lan báo hỷ thì nó sẽ có sự khác biệt ở những cái vòi hoa này, là nó sẽ có những cái vòi hoa ra dài. Mà dòng lan này thực sự là họ nói là báo hỷ cũng rất là hay.
Tại vì cứ cây lan này nó nở hoa là chắc chắn việc trong gia đình chúng ta sẽ có việc hỷ. Nên là nó cũng có một chút gì đấy là quan niệm tâm linh nên là được đặt cho cái tên báo hỷ. Đấy. Mà thường thường thì lan báo hỷ mà nở trước Tết là thường thường là chúng ta có những cái Tết rất là vui. Mà đấy là ở trong khu vực ở trong miền Nam thôi, chứ còn ở trong ngoài miền Bắc này thì lan báo hỷ nở nở trước Tết thì không 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 thể được. Gần như là nở trong năm thôi. Dòng này nó nở hoa, nói chung là nó nở vào khá là nhiều mùa mà nó khá khó là nở hoa. Nên là một khi nó đã nở hoa thì chắc chắn là năm đấy nhà ta có hỷ. Đấy. Còn ở đây là kiểu môi tua nhé các bạn nhé. Kiểu môi tua. À, em xin lỗi, không phải kiểu môi tua mà là kiểu tua nhé các bạn nhé. Em cứ hay nhầm sang cái thằng kiểu môi tua bên này. Cái này là cái môi tua. Cái môi tua này thì cái môi tua này hôm nay bán giảm giá các bạn còn 100.000 1 kg này. Đây là môi tua này. Còn bên này là kiểu môi tua. Kiểu môi tua bây giờ đang chuẩn bị nụ. Kiểu môi kiểu tua nhầm, không có phải là môi tua mà là kiểu tua nhé các bạn nhé. Kiểu tua thì nó có cả cánh tua, môi cũng tua. Mà dòng này thì nó hiếm nên là không có nhiều. Đấy vừa rồi thì có một lô 20 cân thì em cố gắng lấy về. Thì giờ đây còn là độ khoảng 7 8 cân gì đấy thôi đống này. Đấy. Kiểu tua này thì bây giờ đang sưng mắt nụ nhé các bạn nhé. Đây là những mắt nụ này mới rách ra này. Đấy. Nó đang sưng mắt nụ nhé, chuẩn bị hoa nhé các bạn. Đấy. Giá là 200. Hôm nay bán bớt cho các bạn nào lấy về trồng chơi. Giá là 200.000 1 kg nhé. Đấy. Còn đây là cái hoàng thảo môi tua hay là kiểu môi tua thì đấy, cũng là nó này. Hoàng long vĩ cũng là nó này, là giá là 100.000 1 kg thôi. Dòng này nó chỉ tua ở cái môi chứ cánh của nó không có cái tua nhá các bạn nhé. Cả hai loại kiểu tua này nó đều kiểu tua với cả kiểu môi tua thì nó đều có cái tua, nhưng mà một cái là tua ở lưỡi, còn một cái là tua cả cánh cả lưỡi và bông to hơn. Còn cái thằng môi tua này thì bông nó nhỏ hơn, đều cho màu vàng. Còn đây là hoàng lạp. Hoàng lạp giá hôm nay xả hết cho các bạn, giá 100.000 1 kg nhé. Đấy. Còn đây là ý ngọc. Ý ngọc đây, hàng rất là đẹp luôn. 200.000 1 kg thôi. Đấy, lan hoàng thảo ý ngọc. Còn đây là ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu thì nói chung là hàng này thì nhiều bác mua ý thảo mà về sổ ra kèn là chuyện bình thường. Tại vì thân nó nhìn nó giống nhau lắm các bạn ạ. Đấy nên là chỉ cần khác biệt một chút thôi là không không thể phân biệt được. Nên là việc mua ý thảo ba màu với cái giá rẻ về mà được chơi kèn rừng đẹp mơn man là chuyện bình thường. Ý thảo ba màu thì có giá là 200.000 1 kg thôi các bạn nhé. Đấy. Ý thảo ba màu. Tại vì cái lô này em nhập con giá cũng khá là đắt rồi nhưng mà về nó hay bị gãy thân này. Tại vì dòng này nó rất giòn đây. Nên là thôi thì em để giá nó, cái giá nó ưu ái nhất cho các bạn. Thì để chúng ta chia sẻ lấy giống. Chúng ta chơi những cái thân gãy này chúng ta đừng có mà cắt ra rồi vứt bỏ nhé các bạn. Cái này chúng ta lấy về chúng ta ươm ki cho nó lên ki thoải mái nhé. Còn ở đây là chồn. Chồn Bắc, chồn trắng. Hàng sấu nhỏ này là 180.000 1 kg. Đấy, đây là chồn Bắc nhá. Hàng sấu nhỏ này, cây nhỏ này. Có cả cây sấu nữa. Nên là giá là 180.000 1 kg, làm hàng giống thôi. Còn chúng hàng chúng ta để chơi đây. Cây to đẹp. Em có lọc ra ở đây rồi thì là giá là 250 1 kg. Đấy. Tại vì các bác muốn chơi ngay thì cứ lấy loại này. Chứ còn lấy hàng solo với các bác là bỏ hết những cây nhỏ đi tiếc lắm. Còn ở đây là quế tím. Quế tím em bán hàng kg cho các bạn.
Các bạn mà lấy nửa kg chắc phải được 2 bó này. Nên là em bán hàng kg cho các bạn là 140.000 một kg nhé các bạn nhé. Đây những cây nát em có lọc ra bên này rồi đây. Đấy. Còn là hàng đây cũng không phải là đẹp lắm. Vừa vừa gọi là hàng solo, hàng kg thì như cây này cái ngọn này thì để sang hàng bên kia để em ghép lên vườn thôi. Chứ còn gửi đi cho các bạn thì nhìn xấu quá. Đấy. 140.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay cơ sở chúng em cập nhật về để chia sẻ cho tất cả các bạn. Nên là các bạn thích loại lan nào thì hãy gọi điện cho Ngọc Bền theo số điện thoại như ở tiêu đề clip. Và ngay đầu clip Ngọc Bền đã có cập nhật số điện thoại của shop chúng em. Các bạn gọi điện trực tiếp nhé, chứ không nên comment ở trong bên dưới như các clip nhé. Tại vì ở đấy nó thông tin nó rất là mở, nên là những thành phần xấu họ sẽ ăn cắp thông tin của các bạn á, tức là ăn cắp địa chỉ của các bạn này, số điện thoại của các bạn này, rồi là sau này họ sẽ gọi điện lừa đảo như này nọ. Như trước đây thì Ngọc Bền, số Ngọc Bền cũng rất là mở, tại vì ở đâu đâu cũng có cái số điện thoại 102 này của Bền này, đâu đâu cũng có, nên là thỉnh thoảng cứ có cuộc gọi gọi về rằng là tôi là ở công ty này công ty kia có cái chương trình khuyến mãi này cho bạn. Nhưng mà khi gửi hàng về cho bạn á, bạn sẽ mất bằng này phí ship này, 300.000 hoặc 400.000 phí ship này. Khi hỏi là tại sao phí ship cao thế, tại vì công ty này là ở nước ngoài, nên là gửi cái phí ship về tới Việt Nam chúng ta là sẽ có mất cả các khoản thuế qua các cảng này, nước này nước nọ này, nên là phí ship nó mới cao lên như vậy. Nhưng thực tế chúng ta chỉ nhận được một vật phẩm nào đấy, nó chỉ đáng trị giá là mấy chục nghìn, mà chúng ta lại mất tiền cho họ là tới cận tận mấy trăm nghìn đấy. Nên chúng ta rất cẩn thận với cái đấy nhé. Cái này em chia sẻ về cái thông tin online của chúng ta ở trên mạng thôi. Còn số điện thoại, thông tin các bạn gọi vào cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền, đảm bảo an toàn, bảo mật nhé. Em Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn.